Chúng ta mở trang số 22. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Ở lạy Chúa. Giáo hội Hà Bắc và mọi anh chị em khắp nơi
chúng con rất mình thở lễ Chúa. Chúng con chạy đến tựa nét bên lòng xót thương của Chúa để cầu mong Chúa biết nổi để hầu giúp cho mỗi người chúng con ý thức rằng Chúa chính là kho tàng quý giá, là viên ngọc quý mà mỗi người chúng con phải kiêng tìm. Không có Chúa, cuộc đời của chúng con chẳng còn nghĩa lý. Không có Chúa, thế giới này sẽ trở nên lạnh nhạt và vô cảm. Thế giới này sẽ trở nên buồn tẻ nếu không có Chúa. Chúng con chạy đến để xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con, luôn nhớ rằng Chúa mới là cục đích cuộc đời của chúng con, hầu chúng con cũng như nhà thương gia dám bán tất cả, đó chính là tính hư thật sâu, dám chịu thiệt vì để có được có Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Chúng con quỳ trước đôi nhan Chúa để khấn ban lòng cho thương từ ái của Chúa, mong mong mang hòa bình tích cực cho chúng con, cho cuộc chiến tranh tại Ukraine mong kết thúc, cho các lệnh cấm vận được tháo dỡ và cho công an việc làm của chúng con được ổn định. Chúng con cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn nghịch cảnh, những người ốm đau bệnh tật, xin Chúa tăng thêm sức mạnh, ơn chữa lành, trở che cho anh chị em của chúng con và còn rất nhiều nhu cầu khác nữa. Lạy Chúa là đấng giàu lòng xót thương, Chúa thấu tỏ mọi điều, thấu tỏ tâm can chúng con, xin chúc phúc lành cho chúng con, xin gìn giữ mọi thành phần thân Chúa trong đại gia đình xứ đạo và liên kết anh chị em cách đặc biệt là trong giáo họ Đức Mẹ vô nhiễm viên tổ chúng con mỗi ngày khăng khít với nhau, mỗi ngày cùng nhau làm sáng lên tình yêu của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lời Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa cha hy vọng, là đường để con vượt qua tất cả những giá trị tạm bợ của đời này
để chiếm lấy kho tàng sự sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, nên Cha chỉ đến như Cha để rơi đất cũng như trên trời. Xin thương cho chúng con và toàn
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
chi hai là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng chi hai là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng chi hai là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha linh và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng chi hai là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng chi hai là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng chi hai là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha linh và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương
lời đồng tri thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời đồng tri thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời đồng tri thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương cầu cho những người ly dị.
giáo và đạo giáo. Lạy Chúa Giêsu, đang đầy lòng thương xót là chính sơ lần hai, Chúa không thể từ chối những ai tìm kiếm ăn sáng của Chúa. Xin con nhận vào trái tim vô cùng lòng văn Chúa, linh hồn những người làm giáo và đi giáo. Xin lấy ăn sáng của Chúa dẫn con trong mỗi người.
Chúa trang lời ca, con thành Thiên Chúa trái tim nhờ hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được như bé mù mờ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm tên tuổi thơ. Mỗi ước mơ còn có trong đời là sống vui, là an vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Các năm đời con sống Chúa trang lời Lời Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Chúng ta mở trang số 26. Kính thưa Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thành tâm tớ kính Chúa Giêsu xuôi mạch ân tình. Này rượu nhỏ cùng bánh trắng tình, thịt màu hiến bình vua uy linh. Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khung ca êm ái còn trầm hoa. Tình yêu mến không bờ bên, đoàn con lấy chi bảo đền. Hiệp lòng xin dâng lên, tâm linh hồn trắng trong, sân son yêu Chúa nguồn dịu hiền. Quyết tâm theo bước Người chung kiến. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con anh chị em thuộc ca đoàn Thánh Gia, giây phút này thay cho cả cộng đoàn giáo họ chúng con hợp với anh chị em xa gần qua hệ thống trực tuyến, chúng con khép lại một ngày sống với tâm tình tri ân cảm tạ tình yêu của Chúa, với tâm tình thống hối xin lỗi chân thành vì bao thiếu sót chúng con chưa tận dụng hết ơn Thánh Chúa trong ngày sống hôm nay, vì bao yếu đuối trong lời ăn tiếng nói hành động chúng con có thể đã gây nên những chia rẽ bất hòa tổn thương anh chị em. Chúng con quỳ trước tôn nhan Chúa đây, xin Chúa chúc phúc lành cho giấc ngủ bình yên của chúng con đêm nay và sáng mai. Xin cho chúng con thức dậy để ca tụng Chúa. Xin quan phòng chở che tất cả mọi người, nhất là những anh chị em ốm đau bệnh tật, những anh chị em đang gặp những nghịch cảnh khó khăn của cuộc sống. Chúng con cầu nguyện cách đặc biệt cho người chị em trong ca đoàn của chúng con. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh, ơn chữa lành, ơn bình phục, để người chị em của chúng con có thể hòa nhập trở lại cuộc sống. Còn rất nhiều nhu cầu khác nữa, lạy Chúa là đấng giàu lòng xót thương, xin chúc phúc lành theo như ý sở cầu. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau đọc giờ kinh tôi. Đêm tôi xuống dần trên cõi thế, đoàn con dậy đến Chúa càn khôn. Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống, giữ gìn chúng con cả xác hồn. Mơ thấy Chúa Trời lòng nguyện ước, thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon. Vầng đông lấp ló chân trời thăm, sẽ hát mừng ngày khúc nhạc quan. Ban xuống chuối ngày đầy sức sống, bồi thêm sinh khí kéo tàn phai. Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi, xin hãy đốt lên lửa sáng ngời. Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu và Thánh Tử Ngài đấng phục sinh. Thần linh thánh ai ơn phù trợ, muôn thuở ngàn đời mãi hiền vinh. Xin Chúa cứu độ con và cho con ẩn náu bên Ngài. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài như núi đã che chở cho chú ân, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bao vệ con chính là Chúa,
vì dưng dư Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. Lưỡi kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Vì trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tin. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Xin Chúa cứu độ con và cho con ẩn náu bên Ngài. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài châm tôi, nào ai đó đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel ơi. Mời Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chưa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội kiến muôn vàn. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: anh em đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc chúng con, lạy Chúa Trời thành tin. Con xin phó thác hồn con. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thương, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thương tình với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã ưa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoài, là vinh quang của Israel dân Ngài. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thương,
xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay. Xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng cho ta qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được chết lành. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, xa tan sức hồn mưu ma bầy vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng rớp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao vo tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dâu tinh ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, giờ đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích mình và mau thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Xin mở sách trang 105. Kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ xót thương ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lễ cạy trông. Này con cháu Eva, thân phận người lưu làng, chúng con ngựa trông bà, kêu bà mà không long, than thở với rên la, trong lúng đầy nước mắt. Bà là nữ trang sư, nguyện đưa mắt nhân từ, phía đoàn con đôi lời. Và sau đời khổ ai, xin bà khưng tỏ ra, cho đoàn con đường thấy, qua phung bởi lòng bà, Đức Giêsu khả ai. Ôi lương cả khoan hồng, ôi tấm lòng xót thương, ôi diệu hiền nhân hầu, Trinh Nữ Maria. Lạy Thánh Giuse nhân từ, xưa nay ngài kêu cầu cha mà vô hiệu, cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi cha vụ khó khăn này. Xin cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới và bao nhiêu vinh quang sẵn có của cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu cha. Chúng con sắp mình dưới chân cha, tha thiết nài xin cha đoái thương đến những than van cong lòng của chúng con. Xin cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ai. Chúng con kính mừng và cầu khấn người từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhân lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được ban trước các nhân đức người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm vác thánh giá theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi. Sau hết được về nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Con dâng linh hồn trong tay Chúa. Chúa gìn giữ con yên hàng trong đêm nay. Chúa đã cứu con, Chúa ơi, cứu con như lời Chúa hứa. Con dâng linh hồn trong tay Chúa. Chúa gìn giữ con yên hàng trong đêm nay. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần muôn thuở. Chúa gìn giữ con yên hàng.
trong đêm nay. Nhưng anh chàng dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hẳn trong đêm nay. Nhưng anh cha và con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.